Chào các bạn, bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món bánh chocomai trong ngày hôm nay các bạn nhé. Nào bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Để làm bánh chocomai chúng ta cần những nguyên liệu sau đây: 60g bột mì số 8, 15g bột bắp, 30g đường cát trắng, 3 quả trứng gà, 1/3 muỗng cà phê bột nổi và 1 ít bột vanilla nha các bạn. Kế tiếp là chúng ta sẽ làm phần nhân bánh. Thì ở đây cô cần 1 quả trứng gà. Và cái quả trứng gà này chúng ta sẽ tách ra và chỉ sử dụng lòng trắng trứng, lòng đỏ mình không sử dụng nha. 175g nước, 35g gelatin, gelatin bột nha các bạn. 100g đường cát và 400g sô cô la đen dùng để phủ bên ngoài bánh. Đầu tiên chúng ta sẽ làm phần bánh trước nha các bạn. Thì ở đây cô sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng hột gà để riêng ra. Khi cái tách đó, các bạn tách hột gà cho khéo để vỏ hột gà nó chém vô trong cái lòng đỏ hột gà nó bị dở nha các bạn. Bước kế tiếp cô sẽ đánh lòng trắng trứng ha, cho nó bông đặc cùng với lại 30g đường. Khi lòng trắng bông đặc ha, úp ngược tô trứng xuống và lòng trắng không chảy ra ha. Lúc này chúng ta sẽ cho từng quả lòng đỏ trứng vô. Hỗn hợp bông đặc và có chớp treo nha các bạn. Chớp trứng treo cứng ở trên lòng và không rơi xuống nha các bạn. Thì lúc này chúng ta dừng lại và cô sẽ cho bột mì và bột bắp kèm với lại bột nổi mình cho vô trong cái rây. Bột mì 60g cô cho vô trong cái rây nha các bạn. 15g bột bắp. Và 1/3g bột, 1/3 muỗng cà phê bột nổi cho vô luôn. Sau đó mình rây xuống nha. Và các bạn sẽ rây chia ra làm 3 lần nha, hoặc là 4 lần nha, rây ít ít xuống rồi mình trộn, sau đó mình rây tiếp nha các bạn.
Các bạn sẽ dùng cái dụng cụ cái vét này và trộn đều ha, theo một cái chiều vòng tròn á các bạn, và trong quá trình mình đảo như thế này mình nhét sát vô trong thành thành thao hoặc là cái thành tô để cho bột không có bám vô trong thành thao. Bột sẽ tan đều nha các bạn, được trộn đều. Mình xoay nhẹ thao liên tục ha, theo cái vòng tròn để mình có thể quan sát được ở bên trong cũng như ở trên thành thao nha các bạn, trong quá trình mình trộn bột. Các bạn trộn từ ở dưới ha, mình vét mình trộn đều lên thêm một cái vòng tròn. Nhấc nhẹ cái vét lên để cho bột rơi xuống để mình nhìn được cái độ hòa quyện ha, mịn của bột. Trường hợp mình thấy có những cái khối bột nhỏ nhỏ bất thường này mình sẽ chạm vô để coi coi bột nó có tan không các bạn ha. Chưa tan thì chúng ta sẽ giải tán ngay, tức là mình sẽ dùng cái cây cái vét này và áp nhẹ vô trong bột cho bột nó tan đều ra, chứ không có nên dùng lực mạnh để đảo cái hỗn hợp này quá mạnh nha các bạn. Ý cô muốn nói là thao tác chúng ta sẽ phải nhanh, gọn và nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng để cho cái bọt khí ở trong trứng á, nó không có bị dở ra. Các bạn thấy hỗn hợp mịn nha các bạn. Thì lúc này chúng ta dừng lại và cho bột ra vô trong cái bao. Sau khi mình trộn hỗn hợp xong rồi, cô sẽ cho bột vô trong bao bắp mông kem ha, bao ni lông tam giác nha các bạn. Và chúng ta sẽ cắt một cái lỗ nhỏ dưới đây khoảng một phân tạo hình. Cô dùng một miếng giấy và vẽ lên nhiều vòng tròn đều nhau ha các bạn. Đây là cái bánh chocobai cho nên mình làm cái đường kính nó cũng hơi lớn chút xíu ha các bạn. Thì cái đường kính này khoảng 6 phân nha. Các bạn có thể làm nhỏ hơn cũng được. Thì cô sẽ cho cái miếng giấy đã được vẽ những cái vòng tròn đều như thế này mình đặt ở bên dưới để tạo cái hình vẽ để mình bắt mình tạo hình theo nha các bạn. Và khi mình bắt gần tới cái vòng tròn mình vẽ khoảng cách khoảng non một phân thì chúng ta dừng lại để cho bột nó còn chài ra nữa nha các bạn. Các bạn lưu ý ha, mình sẽ bắt bột cái miếng bột nó có cái vòng tròn nhỏ hơn cái vòng tròn mình đã vẽ trên giấy ha, trong quá trình nướng nó còn chài ra thêm, thành ra mình không có bắt lớn quá. Cô sẽ di chuyển miếng giấy này qua bên cái vị trí kế tiếp ha các bạn.
tạo hình xong thì trên bánh nhiều khi nó có những cái điểm nhọn và nó không có bằng mặt á, các bạn có thể dùng tăm tre và mình đảo nhẹ trên để cho nó bằng mặt á, thì khi nướng ra bánh nó sẽ đều và không có hiện tượng là phồng lên nhiều á các bạn. Mình không gõ mâm nha. Thì các bạn thấy sau khi bắt xong thì cái bánh nó rất là đều. Để mình có thể kẹp bánh lại nha. Sau khi cho nhân thì bánh nó phải đều. Nhẹ nhàng rút giấy ra nha. Và chúng ta sẽ cho bánh này vào lò để nướng nha các bạn. Cô nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ nha các bạn. Thời gian bánh vàng khoảng 15 phút nha, từ 13 cho đến 15 phút nha các bạn. Và các bạn nên mở lò sớm trước khoảng 15 phút để cho nhiệt độ nó ổn định rồi mình mới nướng nha các bạn. Sau 15 phút bánh vàng, cô mang bánh ra để nguội nha các bạn. Trong cái phần nhân bánh, mình có sử dụng gelatin là 35g. Thì để cho gelatin mềm và tan trong quá trình mình cắt thủy thì cô sẽ ngâm trước gelatin nha các bạn. 175g nước sẽ được ngâm chung với 35g gelatin. Hay nói đúng hơn là nếu chúng ta sử dụng gelatin là 35g thì lượng nước đưa vô gelatin để mà ngâm á, là gấp 5 lần trọng lượng của gelatin. 35g nước gấp 5 lần là 175g nước nha. Các bạn vừa đổ nước vô thì một tay mình vừa đảo gelatin liền để cho nó tan đều và nó không có cái tình trạng mà nó đóng cục nha các bạn. Mình ngâm vậy nè khoảng 15 phút ha, hoặc là 10 phút thì gelatin sẽ mềm và trong quá trình mình cắt thủy á, nó sẽ tan dễ dàng hơn. Cái tiếp cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái phần nhân nha các bạn. Thì ở đây cô cho 100 gram đường cát vô trong nồi nha và 50 gram nước. Chúng ta sẽ nấu cho cái hỗn hợp đường và nước này sôi và tan ha, và nó đạt ở cái nhiệt độ khoảng 120 độ, thì lúc đó chúng ta dừng lại. Các bạn thấy đường nhiễu và có cái độ chậm và kéo nhẹ, kéo sợi nhẹ thì chúng ta sẽ dừng lại nha các bạn. Đây các bạn quan sát thấy nó có hiện tượng nó kéo tơ thì lúc đó chúng ta sẽ dừng lại. Sau khi đánh bông lòng trắng trứng, chúng ta sẽ cho đường đã được nấu và giảm ở nhiệt độ nguội bớt rồi nhé, thì mình chế từ từ vô nha các bạn và đánh cho hỗn hợp này nguội dần. Tiếp đến các bạn sẽ cho gelatin vào trong nước mà cô đang làm nóng ở trên bếp nha các bạn, để cho gelatin tan chảy. Sau khi men chảy gelatin rồi, cô sẽ cho gelatin từ từ và đánh chung với hỗn hợp lòng trắng trứng. Cô sẽ cho một ít vanilla vô cho cái phần nhân này nó thơm. Các bạn sẽ đánh khi hỗn hợp đặt lại ha các bạn. Và có chớp dẻo thì chúng ta dừng lại nha. Và mình có thể cho vào nhân bánh. Bánh đã được nướng vàng các bạn và cô sẽ bắt cặp ha. Tức là mình đi bánh từng cặp từng cặp. Nhân các bạn sẽ dùng tay mình đảo cho nó mịn bên trong, hoặc là mình có thể làm cho nó ấm lại bằng cách là nhúng vô trong thau nước nóng nóng nha các bạn, cho nhân nó mịn trở lại. Thì trong thành phần nhân nó có gelatin đó, thành ra các bạn chú ý cho nhân nó mịn dễ hơn.
Sau cùng là chúng ta sẽ mang chảy sô-cô-la ha các bạn. Cô dùng nước nóng ha, đặt tô sô-cô-la trong thau nước nóng và đảo đều cho sô-cô-la tan các bạn. Khi sô-cô-la tan xong thì chúng ta sẽ nhúng bánh choco đó, bánh choco pie này được phủ một lớp sô-cô-la bên ngoài. Thật ra sau khi mà sô-cô-la tan chảy xong, chúng ta sẽ phủ lên trên bề mặt cũng như xung quanh bánh một lớp sô-cô-la nha. Và sau đó để cho bánh nó lạnh và đông lại. Các bạn có thể để bánh nó tự đông trong cái điều kiện nhiệt độ mà máy lạnh cũng được nha các bạn. Phòng lạnh lạnh nó tự đông. Thì ở đây cô dùng sô-cô-la compound ha. Vì cái sô-cô-la mà tổng hợp này nó có cái tính chịu nhiệt cao. Chính vì vậy mà trong quá trình chế biến, người ta thường phủ sô-cô-la compound ở ngoài bánh, giúp cho bánh có thể chịu được ở nhiệt độ mà nóng, không có chảy cái lớp sô-cô-la bên ngoài. Các bạn sẽ cắm tâm vô trong từng cái bánh nha, để mình phủ sô-cô-la cho dễ. Cứ như vậy mình sẽ xiên cái que tăm vô trong bánh để giúp cho cái bánh nó, lúc mà mình phủ sô-cô-la bánh nó không có bị chỗ thì có sô-cô-la, chỗ thì không nha các bạn. Các bạn cầm và cho bánh vô trong tô sô-cô-la nó phủ đều nha các bạn, cho sô-cô-la nó chảy xuống bớt rồi chúng ta sẽ đặt bánh vô vô trên mâm đã lót giấy nến ha. Cứ như vậy các bạn sẽ làm cho hết số lượng bánh mà mình đã kẹp nhân. Bánh này rất là ngon đó các bạn. Nhà mình làm ăn yên tâm hơn vì gì nó không có chất bảo quản. Sô-cô-la còn dư các bạn có thể để vô tủ lạnh ha. Trút nó ra trong cho nó vô cái bao ni lông cái gì đó các bạn có thể cất lại trong tủ lạnh. Khi nào xài thì mình hãy dùng tiếp. Kể cả cái nhân marshmallow nãy cũng vậy. Dư thì chúng ta có thể bọc kín và để trong ngăn tủ đông. Khi cần xài thì mình chỉ cần cho vô trong thau nước nóng và các bạn sẽ làm mềm nó lại. Bánh đã khô ha các bạn. Sô-cô-la khô ha. Chúng ta sẽ gỡ bánh ra để các bạn thấy khô bên dưới nha. Và chúng ta sẽ rút tâm ra, các bạn thấy chúng ta sẽ rút cái tâm này, các bạn xoay nhẹ ha. Mời các bạn cùng thưởng thức bánh choco pie mà chúng ta vừa làm xong. Bếp nhà cô Mỹ hy vọng qua video này các bạn có thể tự làm ở nhà được nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin chào các bạn, bye bye.